Tisu kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình Chào Đón Cả Nhà. Mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Hôm nay thì Tisu sẽ mời cả nhà mình sẽ đi đến một cái nơi này để thưởng thức một cái món ăn khá là quen thuộc với người dân Phan Thiết ở quê mình, đó là món bánh căn nha cả nhà mình. Và bánh căn ở đây có một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là bánh căn lò heo. Cả nhà mình nhìn thấy cái biển hiệu ở đây không? Bánh căn lò heo nè, số 1 ở số 1 đường Lê Thị Hồng Gấm. Ở cái góc này là ở ngay chỗ cầu Bác Xì mình đi xuống, nằm ở bên tay phải luôn nha. Rồi xong đó cả nhà mình sẽ nhìn thấy cái hàng bánh căn ở đây nè. Ui trời mưa cả nhà. Hàng bánh căn ở đây nè, mọi người đang ăn. Ở đây có cả luôn cả số điện thoại nữa. Tisu đã đến đây ăn lần này chắc lần thứ tư, lần thứ năm gì đó. Mà mình rất là thích cái hương vị bánh căn ở đây. Tại vì cái bánh nó xê, nó thơm, nó giòn. Và các kho ở đây ngon lắm và bán cũng giá phải chăng nữa. Cho nên bây giờ mời cả nhà sẽ vào ăn bánh căn cùng với Tisu. Này là bán đem về nè cả nhà. Đây sòn nước mắm nè, cái sòn nước mắm hấp dẫn không? Ở đây rất là sạch sẽ nha cả nhà, mình cầm đũa thôi chứ không có bóc tay đâu. Dạ thôi đừng bóc. Quay đi. Ngon và thơm nghi ngút. Ở đây bán từ lúc mấy giờ ạ? 4 giờ bắt đầu có bánh. 4 giờ chiều là có bánh nha cả nhà mình. Ngày nào cũng bán hả? Ngày nào cũng bán hết. Bữa nào say là nghỉ ha. Đấy, đổ liên tay luôn nha cả nhà. Đang rất là đông khách, mình chỉ có đứng đây để mình coi thôi. Lát nữa mình mới được ăn. Chắc không phải 15 phút sau mới được ăn. Ngon chưa? Mưa nữa nè. Ôi mưa này mà ngồi ăn bánh căn nữa thì thôi. Quá xa đã luôn. Đây cái hộp bánh nè. Bao nhiêu tiền một cặp ạ? 2.000. 2.000 cả nhà mình. Xí mại thì 5.000, trứng 5.000. Con cá là bao nhiêu ạ? Cá thì theo lớn nhỏ 10.000 đổ lên. Mấy ngàn à? 10.000 hả? 10.000 đi nữa. 15.000 một lát. Mà cá thừ thì 20.000. Dạ. Nói chung là cá thì theo tùy, tùy theo chợ, à, tùy bữa. À. Rồi đi qua cho cả nhà mình xem xoài nè. To. Một nước mắm. Mắm. Nước mắm ở đây là nước mắm nóng nha cả nhà mình. Xíu mại cũng xíu mại nóng nè. Cá cũng là cá nóng luôn, nói chung là cái gì cũng nóng hết, nghi ngút. Da heo cũng nóng luôn nha cả nhà mình, nóng thổi vừa ăn đó. Ai thích thổi thích ăn cái gì là cứ ăn thôi. Quán đặc biệt. Đây là coi cô này có lục nhất nè. Ăn bánh căn là phải lục nhất mới ngon ha. Ủa con quay đi đâu? Ở đây muốn ăn chua là có thêm me nha cả nhà. Ở đây đầy đủ hết. Có mắm nêm nữa phải không? Cái gì cũng ăn cũng có hết á. Đặc biệt ở đây me nè. Me, cho me vô, đó, mình ăn chua thì thêm me. Ăn chua dầm lên. Đó, khói nghi ngút nước mắm luôn nha cả nhà mình. Xíu mại sôi nè. Gà, trứng vịt, trứng gà. Nói chung là ở đây cái gì cũng ngon và nóng. Mắm nêm. Mắm nêm nè. Đó, một miếng hành. Đây, mắm nêm. Quay luôn cái chai luôn. Dạ, quay luôn cái chai nhỏ. Đó. Rồi, đây cho con ăn luôn đi. Đây nữa mình sẽ ăn mắm nêm. Cho một miếng nước mắm, một miếng nước cá. Ủa này cá, này có cá nục không cô? Có cá nục. Dạ. Cho con cá nục đi. Đây cả nhà mình. Đây là
dĩa bánh trứng nè, ngon không? Ở nhà mình thấy là cái bánh nè, tisu, cái này dĩa này của tisu nha, nên là cầm lên. Cái bánh nè nó dày dặn á, nó to không? Nó dày nè. Cái này lát nữa mình sẽ ăn chung với lại mắm nêm này. Bánh này đầy. Dạ, bánh đổ bự nguyên khuôn luôn á, ngon, cả nước mắm cái gì cũng ngon hết. Với một miếng da heo. Một viên xíu mại cả nhà. Đây, đây, cảm ơn. Quá. Đây cả nhà. Đây là chén nước mắm hấp dẫn ha. Gắp thêm miếng xoài nè cả nhà. Dạ rồi, cảm ơn. Bỏ thêm xoài á. Mình sẽ lấy một cái trứng nha cả nhà. Giờ đây là cái combo của tisu nè. Ê. Xong rồi ngồi đây nhìn ra đường cả nhà, trời đang mưa. Đang mưa mà ăn cái dĩa bánh căn thì quá xá là ngon luôn. Ngon cực kỳ cả nhà mình. Cái này béo béo của tóp mỡ rồi vị thơm thơm của hành với lại cái món nem nó hơi cay cay nữa, trời ăn ngon. Cả nhà mình nhớ về đây ăn, ghé lại ăn nha. Trong những cái chỗ mà tisu ăn bánh căn á, mình tisu thích cái chỗ ăn dưới đường Ngư Ông. Có một lần chia sẻ với cả nhà mình rồi, với lại cái chỗ này. Hai chỗ thì tisu vẫn thích chỗ này hơn, bởi vì chỗ này ăn ngon, nói chung là ngon. Xong á là tisu sẽ vẽ một miếng cá. Này là cá cá người. Ở quên không lột. À, cá nục cả nhà. Tisu rất là thích ăn cá nục kho chỗ này, tại vì cô kho rất là ngon. Đây cả nhà mình thấy nước cá nè, ngon lắm. Bây giờ thì tisu sẽ ăn bánh căn nước cá, ăn với lại miếng cá này nè, chấm nước cá. Ủa, cái miếng cá nó to hơn cái bánh căn nên nó bị rớt rồi. Này có ai thèm không ạ? À? Mâm mâm ngon lắm cả nhà mình ơi. Cái cá ở đây, ở đây cái cá kho rất là thấm và tươi nè, cho nên mình nhìn cái xương cá nè, mình thấy cái miếng cá nó tươi ngon lắm. Tisu thích ăn chua cho nên là có múc một cái muỗng nước me này nè, bỏ vô trong trong nước mắm thêm. Rồi bây giờ mình sẽ ăn theo cái cách mà mọi người hay thường ăn, đó là trứng dầm ra, dầm hết trứng ra nha cả nhà. Sau khi mà dầm xong cái mình cho một miếng xoài bằm, đây là viên xíu mại nè, mình cũng dầm nó ra thôi, mình không có dầm nát, để lát nữa mình cắn mình hưởng hết xíu mại ha. Rồi trộn hết cái nước mắm này lên. Rồi tisu sẽ nhúng cái bánh này vô cái nước mắm.
thường là người ta sẽ dầm thêm cái bánh cho nó nát nữa đó, nhưng mà tisu thì thích ăn nó ngập trong mắm vậy thôi rồi mình cho vô miệng. Da heo này ăn nó không có bị nghe mùi hôi, ở nhà mình hình như là có xử lý quá gì đó nên mình nghe không có mùi hôi. Hôm nay cô này ăn nãy giờ à, ăn nãy giờ hết tánh cân luôn ha, ăn chung với chị Su á. Giờ mình sẽ thưởng thức cái miếng xíu mại. Xíu mại cũng vừa vị, nói chung là bánh căn ở đây ngon, mời cả nhà mình có dịp ghé vào đây ăn cơm không? Ngon. Cô thường ăn bánh căn ở đây hả cô? Sao cô thì mỗi lần ăn mấy cặp? Cô ăn 5 cặp trở tới 7 cặp. 5 cặp đến 7 cặp rồi có thêm cái gì không ạ? Trứng xíu mại. Trứng xíu mại là một bữa ăn như vậy là bao nhiêu tiền? Cũng tham gia 30 triệu thôi. Nhưng mà rẻ hả? Ăn cái bánh căn ở đây to, ăn ngon, trong rồi, bánh căn đây đủ đó. Đúng ngon. Bánh ăn căn mấy là chỗ khác là phải 40, 23. Đúng rồi. À. Ăn đây ta đổ luôn. Cái bánh nó ăn à, nó đổ nó một chút mà nó có khách. Dạ. Đổ mà có nhiều lúc cái chỗ cái bánh căn mỏng lét ở dưới à. 2,5-3 ngàn gì á. Sau khi ăn xong thì hai dĩa bánh căn ăn hết rồi. Còn một cái mắm thì cũng ăn hết. Cán cũng ăn hết, nói chung là ăn hết no quá. Bây giờ mình sẽ tính tiền nha. Coi tính tiền giùm đây cô. Một viên xíu mại, một miếng da heo, một cái trứng, hoặc một con cá nguyên với loại bánh trứng. 45 ngàn hết cả nhà mình. Ôi, rất là ngon luôn. Ăn quá trời quá đất là ăn là có 45 ngàn thôi. Đây. Cảm ơn. 45 ngàn nha cả nhà mình. Bữa sau ghé lại đi ăn. Ê cả nhà, ăn xong rồi trời mưa to quá trời quá đất luôn nè. À, nhớ nha, bánh căn lò heo số 1 cả nhà, ở số 1 Lê Thị Hồng Gấm, số điện thoại 0972729113. Rồi. Nhớ địa chỉ nha cả nhà mình nha. Bây giờ Tisu sẽ đi về đây. Bye bye cả nhà mình.